Hello sweetie, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Girl Secret. Video ngày hôm nay chúng mình sẽ ngồi đây để tám chuyện trên trời dưới đất xoay quanh cái chủ đề về con gái. Và mình đã đăng trên YouTube, Facebook và Instagram để mà cùng tương tác với mọi người, để xem các bạn muốn nói về cái chủ đề gì. Nhưng mà video ngày hôm nay thì sẽ khá là dài nên là cái phần intro mình rút ngắn lại xíu ha. Ở đây thì mình sẽ có những cái lá thăm khác nhau và chúng ta sẽ có những cái chủ đề sau đây. Đầu tiên là chúng mình sẽ có cái chủ đề về tiền bạc. Sau đó thì chúng mình sẽ có cái chủ đề tính cách của con gái nắng mưa thất thường này ha. Sau đó nữa thì chúng mình sẽ có love body 16 câu. Ok, bây giờ thì mình sẽ gấp nó lại và mình sẽ bốc thăm bất kỳ để xem cái chủ đề nào sẽ được nói trước. Cái này nhìn thấy rồi. Nắng mưa thất thường của con gái. Câu hỏi đầu tiên: làm sao để con gái bớt nhạy cảm và phản ứng thái quá lên trong một mối quan hệ yêu đương? Ủa, này tình yêu mà. Next. Em cảm thấy mình không xinh và thiếu tự tin chị ơi. Thường á, đa số những cái cô gái mà cảm thấy mình không xinh và thiếu tự tin, đó chính là các bạn để cái cảm xúc của người khác lên chính cái cảm xúc của bản thân. Nói một cách cụ thể hơn, đó chính là các bạn áp dụng những cái mà mọi người định nghĩa về cái đẹp, áp dụng những cái điểm đó lên chính cơ thể của mình. Và các bạn cần phải hiểu là mỗi người là một cá thể đặc biệt, mỗi người sẽ có một cái nét đặc trưng khác nhau. Để mà các bạn tự tin, đó chính là thứ nhất, các bạn phải dừng để những cái cảm xúc, những cái tiêu chí của người khác lên bản thân của các bạn. Cái thứ hai, đó chính là bạn cần phải hiểu là dù bất kỳ ai trên đời này có thể nói bạn xấu, có thể không thích bạn, nhưng chính bản thân của các bạn cần phải là người yêu thương bản thân của các bạn trước, cần phải là người bao dung cho bản thân trước. Em bị sao ấy chị ạ? Mồm bảo có người yêu mà ai tán là em né ngược né xuôi. Thì đáng lẽ ra cái chủ đề này sẽ về trong tình yêu, nhưng mà nó thiên về cái tính là con gái nắng mưa thất thường hơn, nên là mình sẽ cho nó vào cái chủ đề này luôn. Thật ra con gái mình nghĩ là ai cũng sẽ giống như vậy, nhưng mà cái vấn đề này nó chỉ gặp khi mà cái người tán các bạn nó không nằm trong gu của các bạn. Bởi vì hãy tin mình đi, nếu như ai đó với một cái hình mẫu lý tưởng mà bạn đã đặt ra bấy lâu nay không cần tán bạn luôn là bạn đổ. Nên là các bạn đừng có lo là bản thân mình có bị tâm lý gì hay không. Chẳng qua là rất nhiều người không phải gu của bạn đồng thời tán bạn, nên là bạn né. Câu hỏi số 3 cho phép mình được đặt trong cái chủ đề này, bởi vì mình cũng không biết là đặt trong cái chủ đề nào nữa. Đó chính là: chị ơi, trên TikTok có kênh lấy video chị trả hình quảng cáo chị thăm mông đó ạ. Cứ để. Thật ra thì khi mà bắt đầu làm YouTube thì mình đã tưởng tượng được rằng một ngày nào đó sẽ có ai lấy hình ảnh của mình để mà PR một sản phẩm nào đó. Nhưng mà mình không ngờ nó lại đến nhanh đến như vậy. Theo mình thấy, mình là một YouTuber cực kỳ nhỏ, nên là cái việc này nó đến hơi sớm đối với mình. Khi mà mình review một cái sản phẩm nào đó thì họ hoàn toàn có thể lấy cái video của mình để mà cho mọi người cái review về cái sản phẩm này. Nhưng mà mình không đồng tình một cái là mình không hề review cái sản phẩm này mà họ lại cắt ghép, cắt nát bét luôn mọi người để mà review một cái sản phẩm khác. Vậy thì với một cái người mà làm ăn không chân chính như vậy thì mình không tin chắc là cái sản phẩm này nó uy tín. Và mình cũng rất mong một ngày nào đó mình có thể về Việt Nam và mua cái sản phẩm này xài thử xem nó có... Và mình nghĩ là nó cũng không tốt đâu, bởi vì những cái người mà làm ăn không chân chính thì sản phẩm của họ không thể nào chân chính được. Lúc nào em cũng không bằng bản thân của em. Xin thưa là cũng giống như bao người thì mình cũng luôn có một người bạn thân. Trước đây thì mình luôn luôn có cảm giác là con bạn thân này lúc nào nó cũng hơn mình hết trơn á. Thứ nhất là về điều kiện kinh tế. Từ cái lúc đi học cấp 3 đến cái lúc mà đi học đại học thì cả hai đứa cũng đều bươn chải, nhưng mà nó phải bươn chải hơn mình. Bởi vì mình thì được anh của mình trả tiền đi học đại học, còn nó thì phải tự đi làm để mà trả tiền luôn. Nhưng mà nó vẫn giàu hơn mình nha mọi người. Ngày xưa mình nhớ cái thời đại học không có tiền đi, không có tiền đi uống trà sữa, nó bao mình hoài luôn. Hai đứa đều tinh trinh luôn, mà con quỷ này nó đẹp hơn mình nha, được trai đeo nhiều hơn mình nha, có nhiều tiền hơn mình nha, mà mình im nha, mình không nói gì trên á, mình không có nói gì với nó hết. Xong cái ngày kia cái tự nhiên nó nói với mình gì nè: trời, nhiều khi tao ước gì tao được như mày ghê,
trời đất ơi, từ trước đến giờ mình lúc nào cũng nghĩ là ước gì mình được như nó ghê. Xong rồi bây giờ nó lại nghĩ là ở ước gì nó được như mình ghê. À vậy là thật ra mình mới hiểu như thế này. Cái thứ đó nó sẽ có giá trị hơn rất là nhiều lần nếu như cái thứ đó nó được sở hữu bởi một người khác. Vậy nên là những cái thứ mà bạn đang sở hữu á, thì bạn sẽ không nghĩ là nó có giá trị. Nhưng mà đối với lại những người khác và đối với lại những bạn thân của bạn á, thì họ lại nghĩ là bạn đang có rất là nhiều giá trị mang trong người. Vậy nên là mình nghĩ rằng thay vì bạn buồn, bạn tủi thân, có một tí xíu ganh tị đối với lại bạn thân, thì hãy quay ngược lại, hãy cảm thấy vui vẻ. Bởi vì con bạn thân của bạn có những thứ mà bạn nghĩ là nó giá trị, hãy mừng cho nó. Và kể từ đó, đôi bạn thân của chúng mình sẽ càng khăng khít hơn và sẽ càng yêu thương lẫn nhau hơn. Làm sao để cải thiện kỹ năng giao tiếp? À, bạn em nhiều đứa nói chuyện rất là khéo, lắng lợi. Còn mình thì không biết cách nói và không biết duy trì mối quan hệ. Mình cũng không biết là mình có phải là đứa ăn nói khéo hay không. Và mình nghi ngờ về cái khả năng đó của mình. Thế nhưng mà tất cả mọi thứ trên đời này đều cần có sự rèn luyện. Vậy thì có thể là khi mà bạn mới bắt đầu tập luyện nói chuyện dễ thương hơn, nói chuyện lăng lẹ hơn, thì đôi khi các bạn sẽ thấy là những cái từ ngữ của bạn nó nhạt như nước ốc. Nhưng mà dần dần về sau đó thì bạn sẽ nói lanh lợi hơn. Và mình tin chắc một điều là nếu như mà bạn cứ tự ti và không dám nói chuyện với mọi người, thì chắc chắn 100% là khả năng giao tiếp của các bạn không thể phát triển được. Cái thứ hai nữa đó chính là không phải ai chúng mình cũng có thể nói chuyện được. Chúng mình cần phải gặp đúng người, bắt được đúng cái tần sóng của chúng mình. Đôi khi là các bạn gặp quá nhiều những cái người mà không cùng gu với các bạn, nên là các bạn lại quy chụp là mình không có khả năng giao tiếp, thì cái đó là không nên. Mình nghĩ là cái việc nắng mưa con cá sẽ nhiều lắm chứ, mà cuối cùng cũng bao nhiêu đó thôi. Nên là bây giờ chúng mình sẽ qua một cái chủ đề tiếp theo. Đây là chủ đề mà được các bạn thích nhất và được các bạn tương tác nhiều nhất luôn. Làm gì khi người yêu mình chưa trưởng thành, đang học đại học, chán đòi bỏ đi làm bán hàng, bạn ý kêu khó và không có hứng thú học nữa. Nhưng thực sự em thấy ngay từ đầu bạn ấy đã không có sự cố gắng. Em thực sự rất chán và tiếc khi nhìn thấy bạn ấy ngày ngày chơi game và xem stream xuyên ngày đêm và không có hướng đi trong tương lai. Mình phải nói một điều như thế này, đó chính là trừ khi bạn là một nhà bác học và những cái từ ngữ của bạn nói ra chạm đến trái tim người nghe, thì sẽ rất là khó để mà ai đó có thể hiểu được những thứ mà họ không muốn hiểu. Sẽ rất là khó để mà thay đổi một ai đó nếu như mà họ không muốn thay đổi hoặc là họ chưa muốn nhìn nhận vấn đề. Nếu như mình đặt bản thân của bạn vào chính cái bản thân của mình đó, thì mình sẽ suy nghĩ như thế này. Thứ nhất là mình sẽ suy nghĩ là cái người bạn trai này có còn phù hợp với lại những cái tiêu chuẩn mà mình đặt ra nữa hay không. Nếu như mà không thì mình sẽ nghĩ đến cái con đường là nói chuyện với bạn này và xem là bạn này có thay đổi được gì hay không, và mình có thay đổi những cái tiêu chuẩn của mình được hay không. Các bạn sẽ nghĩ là các bạn sẽ rất là vô tâm khi mà thấy một ai đó sa sút, sau đó là các bạn bỏ người ta. Nhưng mà vấn đề ở đây là đầu tiên các bạn cần phải giúp đỡ người này để xem là họ có thể lắng nghe được hay không, để thay đổi được hay không. Sau đó nếu như họ không thay đổi được thì chúng ta mới bắt đầu qua cái giai đoạn thứ hai, đó chính là thay đổi hoặc là điều chỉnh cái tiêu chuẩn của bạn. Cái giai đoạn này nó vẫn không xử lý được thì chúng ta sẽ qua cái giai đoạn thứ ba, đó chính là đừng ăn đi, đừng em đi. Bởi vì người bạn trai này á, họ sẽ xứng đáng tìm được một cô gái biết cách ủng hộ anh ấy, yêu thích những cái gì mà anh ta làm. Ví dụ có thể là cô gái này thích anh ta đi bán hàng, hoặc là cô gái này thích anh ta làm streamer chẳng hạn. Ở một khía cạnh khác thì bạn cũng là người xứng đáng có được một cái chàng trai mà nó đáp ứng được đủ những cái nhu cầu của bạn. Mình nghĩ như thế này, tình yêu nó nên là thứ mà khiến cho chúng mình vui vẻ khi nghĩ về, chứ không phải là mệt mỏi và cảm thấy thất vọng. Em với bạn trai em quen nhau 3 năm rồi, năm thứ 3 tụi em lại phải yêu xa, cảm giác không quen chị ơi. Em mặc dù biết than thở là nhớ nhung thì bạn em sẽ cố gắng tranh thủ xuống với em. Nhưng có một lần đó bạn em vì xuống chơi với em được mà hôm sau khi quay trở về bệnh viện trực thì lại ngủ quên lúc trực. Em cảm thấy có lỗi nhiều lắm. Em hiện tại cũng sắp bước vào giai đoạn thi tốt nghiệp, em thấy mệt mỏi nhiều thứ về cả chuyện gia đình không suôn sẻ. Dường như em nhận thức được là em chưa cố gắng hết mình trong bất kỳ chuyện gì, và em chưa từng mạnh dạn đưa ra ước muốn, nên người mệt mỏi là em cũng làm liên lụy đến những người xung quanh. Đầu tiên, rất khen cho một cô gái biết suy nghĩ cho cảm xúc của người khác. Số 2, mình rất cảm ơn bạn vì đây là một chuyện khá nhạy cảm, nhưng mà vì tin tưởng mình mà bạn dám viết nó ra để mọi người cùng đọc. Thứ 3, đó là chúc mừng em, bởi vì
em có một người bạn trai biết hy sinh vì em, và đó là một điều rất là quan trọng. Bây giờ quay lại vấn đề nè, chị biết là em đang trong cái giai đoạn là trước đèn đỏ đúng không? Có thể là các bạn chưa biết, nhưng mà đối với lại con gái thì nó sẽ có những cái chu kỳ. Đôi khi thì các bạn cảm thấy bừng hực sức sống, đôi khi thì các bạn cảm thấy yếu xìu. Thì ở đây là bạn chỉ đang rơi vào trong cái giai đoạn không ổn định thôi, bởi vì cái hormone ở trong cơ thể của bạn thôi, chứ bạn không gặp một vấn đề gì cả. Sau khi mình đọc hết á, mình nhận thấy là bạn đang thiếu hụt một cái gì đó. Và thứ mà bạn nên làm ở đây đó chính là gì? Dành thời gian ra để chăm sóc bản thân hơn, dành thời gian ra để nghĩ cho bản thân nhiều hơn là nghĩ cho người khác. Thêm một cái nữa nha, là nếu như mình là người yêu của bạn á, thì mình sẽ cảm thấy rất là vui, bởi vì mình được dành thời gian cho bạn. Còn cái vấn đề mà mình bị ngủ quên ở cái chỗ trực á, ý là mình đang là bạn trai của bạn á, thì đúng là nó không chuyên nghiệp, nhưng mà mình sẽ rút kinh nghiệm lần sau, và những cái điều đó nó sẽ trở thành cái trải nghiệm của bản thân mình. Nên là bạn cũng không cần phải dày dò bản thân về cái vấn đề đó. Mối quan hệ của em vẫn ổn và phát triển, nhưng cái sự suy diễn lung tung lại làm em cảm thấy không thoải mái chị à. Có phải là sai mặt cách lòng không ạ? Tóm gọn lại là cũng xuất phát từ việc suy nghĩ lung tung của em thôi. Cái này tôi tự dịch. Tóm lại là xuất phát từ cái việc suy nghĩ của em thôi. Đôi khi vì quá nghiện bạn mà lúc nào cũng muốn gặp mỗi ngày, điều đó thì không thể rồi, nên em cảm thấy có phần cô đơn và hay suy diễn tiêu cực, lại trách móc bạn vô cớ. Làm sao đã tâm tính em ổn lại đây chị ơi? Thật sự ra nha, 10 cô gái khi yêu là có 8 cô gái là muốn đeo bạn trai. Và chính vì cái việc này á, sẽ khiến cho cái khả năng đường ai nấy đi của các bạn rất là cao. Tất cả những cái video mà mình nói về tình yêu á, thì mình luôn luôn nói rằng các bạn nên tự tạo cho mình một cái cuộc sống riêng khi không có người yêu. Cái điều này á, nó sẽ không tách hẳn bạn ra với người yêu đâu, mà chính vì cái điều này nó sẽ càng hút các bạn lại. Chỉ cần bạn tạo dựng được nhiều mối quan hệ ở ngoài xã hội thì khi đó bạn sẽ bớt nghiện người yêu lại. Thứ hai đó chính là có phải là bạn đang có rất là nhiều thời gian rảnh rỗi hay không? Bởi vì chính vì cái vấn đề có quá nhiều thời gian rảnh rỗi, nó dẫn đến cái việc là những cái tính không tốt của con gái sinh ra càng ngày càng nhiều. Mà tất cả những cái vấn đề về xấu tính, sân si, soi mói người khác đều xuất phát từ cái việc mà chúng mình có quá nhiều thời gian rảnh rỗi. Vậy nên nếu như mà các bạn đang đi học thì hãy cố gắng tìm cho mình một việc làm thêm. Hoặc nếu như bạn đang có một công việc rồi thì hãy cố gắng làm một cái gì đó, ví dụ như học nhảy, học múa, học đánh đàn, học những cái thứ mà bạn cảm thấy đó không phải là học, mà đó là cái sự trao dồi cho bản thân, là những cái mà mình yêu thích. Thì lúc đó bạn sẽ không còn đeo bám bạn trai bạn nữa, và cuộc sống của bạn sẽ vui vẻ hơn. Đàn ông Tây có gia trưởng không ạ? Và trong giai đoạn hẹn hò cô gái như thế nào ạ? Đàn ông Tây thì thật ra tùy nước khác nhau, họ sẽ có nhiều những cái văn hóa khác nhau. Thế nhưng mà nói về cái sự gia trưởng thì đàn ông châu Á của chúng mình không ai gia trưởng bằng, mình nghĩ là như vậy. Thật ra thì ở Việt Nam á, có người đàn ông gia trưởng, có người không. Đôi khi là có rất là nhiều người đàn ông Việt Nam á, những người đàn ông nước ngoài không so sánh bằng luôn. Cái vấn đề ở đây là gì? Bạn đừng có sợ là người đàn ông này gia trưởng hay không, bởi vì quen rồi mới biết được. Với lại một phần nữa đó chính là bạn là người như thế nào thì cái người đàn ông này họ mới bắt đầu lên mặt lên thớt với bạn được. Vế thứ hai đó chính là con gái thì phải nên như thế nào khi yêu. Mỗi người sẽ có nhiều cái quan niệm về tình yêu khác nhau, nhưng mà đối với lại bản thân của mình thì mình có quan niệm như thế này. Tình yêu nó là một cái thứ tình bạn, nhưng mà nó đặc biệt hơn tình bạn một xíu, đó chính là với tình bạn thì bạn có thể có nhiều bạn, còn với tình yêu thì cái người bạn này sẽ là người bạn đời của các bạn, nghĩa là duy nhất một người thôi. Bạn bè thì phải chơi đẹp, phải tôn trọng, phải giúp đỡ, hỗ trợ, bảo vệ lẫn nhau. Thì vai trò của một người con gái hoặc là vai trò của một người đàn ông á, nó không có một cái sự rạch ròi ở đây. Quan trọng nhất là gì? Bạn cảm thấy vui vẻ, bạn cảm thấy hạnh phúc. Hai điều đó, bạn cảm thấy vui vẻ, bạn cảm thấy hạnh phúc, đó là những thứ bạn nên làm. Đã 2-3 năm rồi em chưa chính thức yêu ai. Em cũng gặp nhiều người có thể vui vẻ với nhau, nhưng để yêu thì em chưa muốn. Là do em chưa gặp đúng người phải không chị? Hay lâu nay em bị khó trong việc yêu? Tất nhiên rồi, như mình đã nói ở trên, đó chính là những cái người này họ chưa phải người mà bạn thật sự mong muốn, ít nhất là đối với lại cái quan điểm của bạn hiện giờ. Thấy ở đây là bạn cũng muốn yêu, nhưng mà thật sự ra như thế này nè, chỉ cần bạn cảm thấy vui vẻ là được lắm rồi.